Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Về cái câu hỏi về Đức Phật Di Lặc á, ở trong những bài kinh nào có, thì tại vì có xuất hiện trong rất là nhiều ha. Đầu tiên á là trong bài kinh Chakkavatthi của Trường Bộ, bài kinh số 26. Còn trong Tăng Chi á, thì trong kinh Mạch-chê của Tăng Chi, chương 6 pháp, tiểu bộ thì rất là nhiều. Tiểu bộ thì có kinh Tissamettaya, rồi Sariputta cũng của tiểu bộ luôn. Rồi trong Trưởng Lão Kệ của tiểu bộ cũng có. Cho nên là có rất là nhiều những bài kinh ha, sư chỉ liệt kê sơ thôi chứ không thể liệt kê hết được. Rồi. Kính thưa sư, mong sư giải thích về Bồ Tát. Bồ Tát Bodhisattva là chúng sanh tìm cầu giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Trong Phật giáo Nguyên Thủy được kể là Bồ Tát thì là chúng sanh khi đã được một vị chánh đẳng giác thọ ký, tức là chắc chắn sẽ giác ngộ đó, thì chúng sanh đó được tính là Bồ Tát. Bồ Tát được kể cả ba hạng là Bồ Tát thinh văn giác, Bồ Tát độc giác và Bồ Tát chánh đẳng giác. Sau này thì Phật giáo phát triển thì chỉ kể là Bồ Tát chánh đẳng giác, còn Phật giáo phát triển thì lại không có kể đến Bồ Tát độc giác và Bồ Tát thinh văn giác. Rồi sau này được phát triển lên đến là cứ hễ chúng sanh nào tìm cầu giác ngộ thì đều được kể là Bồ Tát, bất kể là chúng sanh đó đã được thọ ký hay là không. Còn sau này đó thì có nhiều sự hiểu nhầm, cho nên là cứ thấy ai đó làm phước làm thiện thì mình một số người đều kêu đó là Bồ Tát, bất kể họ có ý mong cầu giác ngộ hay không. Cho nên tóm lại đó, cái khái niệm Bồ Tát được phát triển qua nhiều thời kỳ, cho đến thời kỳ gần nhất bây giờ đó là người ta định nghĩa Bồ Tát là chúng sanh có nguyện trở thành một vị giác ngộ, tức là có nguyện vọng giác ngộ thì gọi người đó là Bồ Tát. Bồ Tát thinh văn giác thì cần thực hành 10 ba la mật bậc hạ. Bồ Tát độc giác thì cần thực hành 20 ba la mật, là bao gồm 10 bậc trung và 10 bậc hạ. Còn Bồ Tát chánh đẳng giác thì cần thực hành 30 ba la mật, bao gồm 10 bậc thượng, 10 bậc trung và 10 bậc hạ. 10 ba la mật là vô thí, giữ giới, xuất gia, trí tuệ, rồi tinh tấn, kham nhẫn, chân thật, quyết định, quyết định ba la mật, rồi tâm từ và tâm xả, là tổng cộng là 10 ba la mật, gồm có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Bậc hạ là thực hành các ba la mật đó dù cho có phải tổn thất về mặt tài sản. Bậc trung là thực hành 10 ba la mật đó dù cho có phải tổn thất về mặt sức khỏe, tức là một phần của thân thể đó. Còn ba la mật bậc thượng
là thực hành các ba la mật đó dù cho có phải tổn thức về tánh mạng. Còn xét về thời gian của một vị Bồ Tát Thinh Văn Giác thì không kể, tức là ngắn nhất thì không kể. Còn Bồ Tát mà có biệt hạnh thì đòi hỏi phải tu hành là 100.000 đại kiếp. Còn Bồ Tát mà để thành hai vị thượng thủ thinh văn thì cần một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Như là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thì cần một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Bồ Tát Độc Giác thì cần hai A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thì cần 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thì lại chia ra làm ba bậc là hạng trí tuệ, hạng đức tin và hạng tinh tấn. Hạng trí tuệ đó là cần thời gian ngắn nhất là 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Hạng đức tin thì lâu gấp đôi là 40 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Và hạng tinh tấn là thời gian lâu gấp đôi nữa là 80 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Và Bồ Tát của chúng ta đó, để cho đến khi thành Đức Phật Gotama thì Ngài đã thực hành theo hạnh trí tuệ là ngắn nhất là 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn Bồ Tát Di Lặc á, vì chuẩn bị trở thành Phật thì vị ấy thực hành 40 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Và nhắc là Bồ Tát Di Lặc Ngài chưa thành Phật cho nên Ngài chỉ là Bồ Tát, thành ra ai gọi là Phật Di Lặc là không chính xác ha. Kính bạch sư, con nghe một vị giảng sư giảng rằng khi có cơ hội phạm giới mà mình không phạm giới đó mới là giữ giới. Câu này có đúng hay sai? Xin sư hãy giảng kỹ hơn về giữ giới để chúng con có thể hiểu. Ở trong thanh tịnh đạo phần giới thì việc giữ giới được kể như sau. Thứ nhất là việc mình có chủ ý thọ giới thì khi đó mình đã có giới. Ví dụ như tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Khi chúng ta có chủ ý thọ giới thì chúng ta đã có giới. Thứ hai là khi gặp cảnh thử thách mà chúng ta quyết định giữ giới thì đó là chúng ta có giới. Thứ ba là khi chúng ta không phạm giới thì khi đó được xem là có giới. Ví dụ như một vị tỷ kheo giữ gìn giới hạnh trong sạch thì vị ấy cũng được xem là có giới. Cho nên trong thanh tịnh đạo chúng ta có nhiều trường hợp được gọi là có giới, chứ chúng ta không nên bám vào chỉ có một trường hợp duy nhất. Sư ơi, chắc con sắp điên loạn. Mỗi ngày khi vừa đặt lưng xuống giường thì đầu óc liên tục ám ảnh bởi những cuộc hội thoại về chủ đề không liên quan mật thiết gì đến đời sống của con. Nó theo con vào giấc ngủ, một đêm mơ đủ thứ hết, sáng dậy rất mệt và không nhớ gì. Gần đây khi ngồi thiền con cũng gặp tương tự. Con thực hiện buông, mệt nghỉ nhưng trong tích tắc là xuất hiện tiếng nói cái gì nhảm nhí hoài. Con đành chịu trận đứng lên đi thiền thì hết. Thỉnh sư hoan hỷ đề xuất giải pháp cứu con. Con xin tri ân sư. Thứ nhất là nếu như quý vị đứng lên đi thiền thì hết thì chúng ta nên đi thiền nhiều hơn. Và sáng ngày hôm nay sư có hướng dẫn quý vị đó. Khi mà những âm thanh nó nhiều quá mà chúng ta không có niệm buông nổi đó nha, thì hãy giữ cái tâm mình
nó rơi vào cái vô ký ấy. Khi nó tạm rơi vào trong đó thì nó sẽ vắng lặng lại. Mình giữ cho tâm của mình ấy, nó trống rỗng, nó không có suy nghĩ gì cả. Âm thanh cái gì nó cứ hiện lên thì mặc kệ nó. Nó giống y như là mình đang nhìn một cái tivi nó chạy vậy đó. Tivi nó chạy thì những cái suy nghĩ là giống như là những cái dòng chữ trong tivi, nó cứ chạy, nó chạy, mà mình cứ nhìn, mình không có quan sát gì hết, mình cứ giữ cái tâm mình nó trống như thế. Thì tạm thời á, mình chú tâm vào vô ký á, thì ít nhất nó là một cái cản tránh nạn của mình. Rồi khi tâm á, nó trở nên nó khỏe hơn thì mình tiếp tục thực hành thiền. Và sư cũng phải nói là việc thực hành tứ niệm xứ giúp cho tâm của chúng ta rất nhiều. Nhưng mà đối với những ai mà quá nặng thì cũng rất khó. Lẽ ra đó, chúng ta nên chữa lành cho tâm của mình. Mình nỗ lực khi mà tâm của mình nó còn có, bắt đầu có vấn đề. Còn khi mà mình để cho nó nặng quá rồi đó thì không cứu được. Mà ở đây gọi là trường hợp gọi là bị điên loạn thì không cứu được. Cho nên là mình tự mình phải nỗ lực lấy cứu lấy chính mình nha. Chứ còn mình để mà mình xảy thêm một bước nữa, bước qua cái mức độ là bị điên thì cứu không nổi. Lúc đó họa chăng có một vị chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian thì có cách, chứ còn là sư không có cách. Sư cho con hỏi khóa tu gieo duyên, muốn tham gia cần điều kiện gì không, thời gian tu bao lâu? Điều kiện thì trước mắt là không có điều kiện gì cả. Thời gian tu là 10 ngày được sử dụng, được sử dụng điện thoại liên lạc với gia đình hay những việc cá nhân không thì được sử dụng điện thoại. Thời gian sinh hoạt mỗi ngày có giống khóa tu 10 ngày hay sao, là nó sẽ khác khóa tu 10 ngày. Trong khóa tu xuất gia gieo duyên, sư sẽ cư xử với quý vị như là những người xuất gia thực thụ. Sư sẽ nhìn quý vị như những vị vừa mới xuất gia, chứ sư không coi quý vị là cư sĩ nữa. Và khi đã xuất gia đó thì chúng ta phải tự thân vận động, tự thân phục vụ, chứ không, lúc bây giờ không có ban tổ chức đứng đằng sau để hỗ trợ, để phục vụ. Tự chúng ta phải tự phục vụ lấy chính mình, tự mình sống lấy ha. Rồi chúng ta sẽ sinh hoạt như những người xuất gia, để quý vị hiểu là đời sống xuất gia đó chúng ta sẽ sống như thế nào. Sáng sớm thì thức dậy sớm, 4 giờ cũng 4 giờ thức dậy để tụng kinh. Điều khác biệt là do sư để cho những người xuất gia gieo duyên á, giữ điện thoại, cho nên là sẽ không có ai kêu quý vị dậy hết nha. Mà mình phải tự giác, mình dậy lúc 4 giờ. Ai mà không dậy được dứt 4 giờ đó mà vắng thì sẽ chịu hình phạt, sẽ bị phạt nha. Nói trước cho biết, ở đây không ai phạt, chứ xuất gia gieo duyên là bị phạt. Tại vì lúc đó sư coi quý vị như người tu, mà người tu ông sa di, bà tu nữ mà không dậy sớm được là bị phạt. Cái thứ hai, sau đó đó tụng kinh xong thì quý vị về nghỉ ngơi tự do. Cái này thì sướng được chỗ này. Tới 6 giờ á, là có mặt, chúng ta đi khất thực buổi sáng. Chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh khu vực bên ngoài chùa và khất thực tùy theo duyên. Do trong những ngày đầu sư không chắc là chúng ta, quý vị có cái phước tới cỡ nào,
Cho nên là sư sẽ chuẩn bị sẵn mấy thùng mì gói. Sáng về mà không cất thực không có cái gì thì có mì gói đó, tự chế nước sôi vô mà ăn. Tới sau đó đó là chúng ta sẽ lao tác, vừa lao tác vừa học kinh nha, vừa lao tác vừa học kinh, chứ không có ai mà rảnh đâu mà mình lao tác giùm cho mình để mình ngồi ngồi không mà mình học kinh, không có. Mình vừa lao tác tức là vừa lao động đó, vừa học kinh, học kinh cho tới trưa đó. Thì dùng trưa, dùng trưa xong thì nghỉ trưa, tới chiều thì học kinh tiếp. Chiều thì là cái giờ mình học kinh và học giáo lý. Rồi tới tối thì mình có thể nghe thuyết pháp hoặc là tiếp tục học kinh và học giáo lý. Và đương nhiên là chúng ta sẽ có cái thời để mà thực hành thiền. Thì đó là cái thời khóa sơ bộ để cho quý vị thấy là cái đời tu á nó sẽ như thế nào. Và sau này nếu như quý vị mà có xuất gia với sư thì chúng ta vẫn thực hành theo cái thời khóa như thế. Thưa sư, Phật giáo Nguyên Thủy có đi bát khất thực, nhưng con có đọc báo nói rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm đi khất thực, là đúng hay sai? Nếu đúng thì các tỳ kheo Phật giáo Nguyên Thủy hoặc khất sĩ sẽ như thế nào? Các khất sĩ sẽ như thế nào? Đương nhiên là sẽ thứ nhất là sẽ làm việc và xin phép với chính quyền địa phương, để chính quyền địa phương nắm tình hình là các vị sư ở chú xứ này sẽ đi khu vực đi khất thực ở khu vực này, chứ mình không có đi khất thực một cách tràn lan. Ví dụ như khi sư ở Nam Tông á, thì sư sẽ thông báo với chính quyền địa phương, cụ thể là anh công an khu vực á, để ảnh nắm rõ là sư sẽ đi khất thực trong khu vực quanh phường An Lạc A. Còn bây giờ thì sư về thiền viện Nguyên Thủy thì cũng sẽ giống như vậy. Còn việc đi cấm đi khất thực á, bây giờ sư mới thấy là các ngài không biết nói làm sao. Tại như vậy nè, các ngài tức là các vị trưởng lão của Phật giáo Nguyên Thủy nhất trí tán thành đồng ý với Giáo hội Phật giáo Việt Nam là nghiêm cấm việc đi khất thực phi pháp. Còn khất thực đúng pháp thì không cấm. Cái là không nói. Các ngài chỉ nhiệt liệt đồng ý với việc đi khất thực phi pháp. Thế thôi. Tức là nếu như các vị mà đi khất thực đúng pháp thì các vị trưởng lão không có cấm cái đó. Mà đi khất thực như thế nào là đúng pháp? Là việc đi khất thực mà không có nhận tiền. Sư đã nói rồi. Nếu như có muốn cúng tịnh tài á, thì có thể vào chùa ủng hộ ở ngôi chùa đó. Chứ còn đi khất thực thì mình không có nhận tiền, để tránh cái trường hợp mà người ta giả sư á. Khi mà mình đi khất thực không nhận tiền thì không ai nói gì được mình hết trơn. Thưa sư, ở nhà con thường chăm chỉ skin care mà da không đẹp được. Con thấy sư và các thầy chùa không dùng kem chống nắng hay gì hết mà da vẫn trắng và láng bóng, nên con cũng bắt chước tu tập và đi các khóa thiện 10 ngày để có da đẹp, nhưng hình như da con càng ngày càng tệ hơn. Nay mong sư chỉ con tu sao có da đẹp. Cho con hỏi câu tâm sinh tướng có đúng không? Một trong những lý do mà các sư ở chùa không có chăm sóc da mà da vẫn tốt á, là do không có phải đối diện với không khí ô nhiễm. Quý vị ở ngoài á, quý vị có chăm sóc da cỡ nào đi nữa, thậm chí có ngồi xe hơi thì mình vẫn luôn phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Quý vị đeo khẩu trang cũng vậy
không khí ô nhiễm nó len lỏi vào trong. Trong khi đó nếu như mà mình đi vào trong chùa, đi vào thiền viện á, là mình cách ly khỏi không khí ô nhiễm. Lúc đó đó da của quý vị không cần dùng sữa rửa mặt, không cần bất kỳ phương pháp bảo vệ da nào. Thậm chí là mình chỉ cần rửa bằng nước thôi, mà thậm chí ai lười không rửa mặt luôn cũng không sao hết trơn. Nhờ là chúng ta đã cách ly khỏi cái không khí ô nhiễm. Sư phát hiện ra điều này khi mà sư vào trong thiền viện Thường Chiếu. Khi hồi xưa sư đi tìm đạo thì sư có vào thiền viện Thường Chiếu. Nhưng mà mình muốn có hiệu quả thì mình phải ở lâu, ở trên 1 tháng. Tại vì khi mà trong vòng nửa tháng đầu á thì cái da mình nó sẽ đổ nhờn, giống như là nó bị sốc á, nó sẽ đổ nhờn. Nhưng mà qua cái khoảng thời gian đó rồi đó, mình mặc kệ nó đó, tự nhiên nó hết. Và từ đó trở đi là sư không cần xài bất kỳ một loại mỹ phẩm dưỡng da, chăm sóc da nào hết, không cần. Sư chỉ xài đúng một cái chai nước rửa tay, xài chung cho việc rửa tay, rửa chân và rửa mặt, tắm luôn, đúng một thứ một, không vấn đề gì hết. Sau này và sư nhận ra là cái không khí ô nhiễm nó độc hại như thế nào. Sư ở chùa suốt mấy năm da không vấn đề gì hết, nhưng mà tới hồi mà đi khất thực được á, đi ra ngoài một phát là mụn nó nổi lên do cái không khí ô nhiễm. Cho nên là cái không khí ô nhiễm nó độc lắm. Mà sư thì chỉ đơn đối trị bằng cách là đi về thì lấy xà bông rửa tay, pha loãng ra rửa mặt hết, chứ sư cũng không có xài bất kỳ cái mỹ phẩm nào. Thành ra nếu mà quý vị hỏi da các sư như thế nào thì sư chia sẻ thật lòng như vậy đó ha. Còn hỏi câu tâm sinh tướng có đúng không, thì quan trọng là mình tu bao nhiêu. Mình tu có 10 ngày mà mình đòi sinh tướng là sinh như thế nào được. Mình vào chùa, mình cạo đầu, mình xuất gia, mình sống buông bỏ, mình không để ý đến cái hình tướng nữa. Biết bao nhiêu năm sư đâu có nhìn cái tấm gương đâu. Khi nào mà sờ thấy có râu thì mình lấy cái cây cạo râu mình sờ, mình cạo thôi. Chỉ khi là cạo đầu thì cần soi cái gương để mình ngó đằng sau, là mình ngó đằng trước coi nó có sót tóc hay không. Cho nên khi mình đi tu thì mình không cần để ý đến cái hình tướng. Mà nó lạ một điều là khi mình không để ý đến hình tướng thì hình tướng mình nó mới tốt. Còn mình đi tu mình để ý tới hình tướng thì hình tướng mình nó cũng vậy à. Trong các cái sắc pháp thì có những cái sắc pháp gọi là sắc do tâm tạo, nghĩa là khi tâm của mình á, nó như thế nào thì nó sẽ tạo cho mình cái sắc như thế đó. Cái anh mà ảnh trộm cắp thường, cái tâm ảnh, cái tâm bất thiện, tự nhiên cái tướng của ảnh nó láo liên, nhìn là thấy cái kẻ gian manh rồi. Còn cái người mà sân nhiều á thì tự nhiên là cái tướng của họ là nó hiện ra cái tướng sân. Còn cái người mà tham dục nhiều thì cái tướng họ hiện ra tướng tham dục. Còn người sống nhiều bằng tâm từ thì tướng của họ nó thể hiện ra từ tâm. Cho nên là trong các cái sắc pháp thì có các sắc do tâm tạo ha. Thưa sư, nếu thiền tứ niệm xứ là con đường giữ cho tâm, chữa cho tâm, giữ cho tâm an lạc để cho ta không tạo các nghiệp dữ, vậy khi ở ngoài trần tục, công cụ nào sẽ giúp ta luôn hành động đúng với chánh pháp, từ suy nghĩ, hành động, lời nói, nhờ sư khai thị, nhờ bát chánh đạo. Thứ nhất là nhờ chánh kiến. Khi chúng ta có chánh kiến thì chúng ta sẽ biết cái gì là đúng, cái gì là sai,
cái gì là pháp, cái gì là phi pháp, cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Rồi chúng ta có chánh tư duy, là tức là chúng ta tránh dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Dục tư duy là những suy nghĩ về dục, sân tư duy là những suy nghĩ nóng giận, và hại tư duy là những suy nghĩ hại mình, hại người. Bằng việc thực hành tứ niệm xứ thì quý vị đã có phương pháp đối trị lại khi mà chúng ta có tham tư duy, sân tư duy và dục tư duy. Sư vừa hướng dẫn sáng nay và những ngày trước. Rồi mình thực hành bằng năm giới cư sĩ tại gia thì đó chính là chánh ngữ, chánh nghiệp. Chúng ta nuôi mạng của mình một cách chân chánh bằng các nghề nghiệp không tạo các lỗi lầm, đó chính là chánh mạng. Tức là nghề nghiệp của chúng ta đó không xâm phạm đến lợi ích của chúng sanh khác. Và chúng ta có sự nỗ lực tinh tấn để ngăn ngừa các pháp bất thiện và khuyến khích các pháp thiện. Ví dụ như chúng ta tinh tấn trong việc bố thí, giữ giới, hành thiền. Rồi chúng ta tinh tấn ngăn ngừa mình tán dóc, rồi đi nhậu nhẹt, rồi đi tham dự những cuộc vui chơi vô bổ. Thì đó thuộc về chánh tinh tấn. Chánh niệm là chúng ta ráng tiếp tục thực hành tứ niệm xứ tại nhà. Và chánh định là sự tập trung một cách đúng đắn, đó chính là sự tập trung vào hơi thở. Thì khi ở nhà mà chúng ta có sự tu tập như vậy đó, thì chúng ta sẽ luôn hành động đúng với chánh pháp. Tại sao sống ở cõi người là khổ? Chúng ta tu để thoát khỏi luân hồi, vậy sao khi hồi hướng lại có cầu cho sống thọ? Sao lại không giải thoát càng sớm càng tốt, thưa sư? Nó có năm điều chúc phúc ở trong kinh Tạng, là chúc cho quý vị sống lâu nè, sắc đẹp nè, an vui nè, sức mạnh và giàu có. Mà thường thì trong cái bài kệ chúc phúc thì chúc 4 điều: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Còn ở trong kinh thì có 5. 5 điều này á, quý vị hiểu theo nghĩa đen cũng được, mà hiểu theo cái nghĩa ẩn ở đằng sau cũng được. Bởi vì khi Đức Thế Tôn chúc 5 điều là Đức Thế Tôn chúc 5 cái ẩn ý ở đằng sau. Sống lâu á, cái này ở trong kinh Sư Tử Hống của Trường Bộ. Sống lâu á có nghĩa là chúc cho quý vị đạt được 4 như ý túc, tứ thần túc. 4 như ý túc á, một người có được 4 như ý túc, nếu muốn vị ấy có thể sống lâu đến hết kiếp. Cho nên cái vị chúc sống lâu á, là chúc quý vị đạt được 4 như ý túc, chứ không phải sống lâu bình thường đâu nha. Cái thứ hai là sắc đẹp. Khi mà chúc quý vị sắc đẹp á, là chúc quý vị có được sắc đẹp của giới hạnh, chứ không phải sắc đẹp bình thường. Sắc đẹp của giới hạnh tức là chúc cho quý vị giữ giới. Nhờ có giới đó quý vị có được sắc đẹp của giới. Thứ ba là chúc cho quý vị an vui. An vui ở đây là chúc cho quý vị chứng đắc thiền định. Khi chúng ta chứng tứ thiền hoặc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì chúng ta được hiện tại lạc trú. Cho nên chúc quý vị an vui là chúc quý vị sớm chứng đắc thiền định. Sức mạnh là chúc quý vị sớm ngày chứng đắc thánh đạo thánh quả. Bởi vì chỉ có thánh đạo thánh quả là có sức mạnh chiến thắng được ma vương. Chứ còn không có sức mạnh nào có thể thắng được ma vương hết á.
Thành ra chúc quý vị sức mạnh là chúc quý vị chứng có được sức mạnh của thánh đạo. Và cuối cùng, chúc quý vị giàu có là giàu sang á, là chúc quý vị thường sống trong tứ vô lượng tâm. Bởi vì người sống trong tứ vô lượng tâm là người giàu có. Do bốn vô lượng tâm, cái tâm của họ là vô lượng. Cái do cái sự vô lượng đó, đó mà chúng ta giàu có. Cho nên á, chúc năm điều này mà đúng theo như lời chúc của Đức Phật, nó không giống như cái hiểu của chúng ta nông cạn bình thường. Cho nên tóm gọn lại lời chúc á, là quý vị sẽ thấy chúc nó cao cấp lắm. Là chúc cho quý vị chứng đắc được bốn thần túc nè, có được giới hạnh nè, chứng thiền định nè, chứng thánh đạo thánh quả, và luôn sống trong tứ vô lượng tâm. Rồi thấy cái mùi đạo chưa? Đó. Thưa sư, con có nghe và biết về mở luân xa. Vậy sư cho con hỏi pháp này là tà hay chánh, và bản thân nó có thực sự có tác dụng không? Mong sư giải đáp. Những vị sư biết thì những người dừng lại, không dừng cái luân xa lại á, thì bây giờ đã có được một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên là vẫn trải qua một giai đoạn khó khăn do cái thói quen của cái luân xa đó. Còn những người mà mở hết cái luân xa hết luôn á, mà không có dừng lại á, những người sư biết nha, còn những người không biết, sư không biết thì thôi, mà những người sư biết thì bây giờ đều bị điên hết rồi. Cho nên là sư không khuyến khích. Mở luân xa giống như là mình mở cửa cái nhà của mình á, rồi mình mời cái những cái thế lực bên ngoài vào. Ở đây á, sư xem như là mình mượn nhờ cái sức, mượn nhờ cái sức mạnh của phi nhân á, để mình có thể làm được chuyện này chuyện kia, bao gồm cái việc là chữa bệnh. Nhưng mà nó giống như á, mình mượn gọi là mở cửa đón giặc vào nhà đó. Khi nó vào thì nó rất là ngon ngọt nha. Mới vào thì rất ngon ngọt. Tới hồi nó lộ răng nanh của nó ra rồi đó, là mình chết với nó. Cho nên á, là nó giống như là mình dẫn sói vào nhà đó. Thì sư không khuyến khích ha. Dạ thưa sư, cho con hỏi về việc làm lễ hằng thuận ở chùa. Có từ khi nào? Cá nhân sư có khuyến khích không? Nếu có thì ở Thiền viện Nguyên Thủy có tổ chức không? Lễ hằng thuận thì do các thầy bên Bắc truyền khởi xướng. Về sau á, thì bên Nam truyền cũng có một số chùa có tổ chức. Còn hỏi sư có khuyến khích không? Thì sư cũng có khuyến khích, nhưng mà phải theo cái cách mà như các sư hiện tại đang làm. Các cách của các thầy bên Bắc Tông làm như thế nào các sư không biết, nhưng mà các sư chỉ mượn cái tên lễ hằng thuận để làm theo cách của các sư. Đó chính là quý vị, đương nhiên quý vị yêu nhau bên ngoài, quý vị lấy nhau bên ngoài rồi, không dính dáng gì tới các sư. Cho nên các sư không có dính vào cái giới mai mối, mà quý vị chỉ đơn giản là cặp vợ chồng mới cưới đó, tân lang tân nương, đến gặp các sư tổ chức một cái buổi lễ. Thì ở đó các sư sẽ giảng giải cho cái đôi vợ chồng mới cưới hiểu làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình, và sau đó là chúc phúc cho đôi vợ chồng. Cho nên là đối với các sư ở Phật giáo Nguyên Thủy thì đó là buổi lễ hằng thuận, nó mang cái tính chất là hướng dẫn một đôi vợ chồng mới cưới làm sao để giữ gìn hạnh phúc như đúng theo chánh pháp. Chứ còn các sư không có đứng ra mai mối, cái chuyện đó là chuyện quý vị làm ở bên ngoài. Còn Thiền viện Nguyên Thủy có tổ chức không thì cái đó sư phải về sư hỏi lại Hòa Thượng Pháp Chất. Tại vì sư mới về Thiền viện Nguyên Thủy cho nên là sư không có nắm.
Bạch sư cho con hỏi khóa tu xuất gia gieo duyên sắp tới là ngày nào, nếu đến ngày nào được tổ chức ở đâu? Từ ngày 2 tháng 4 đến 12 tháng 4 tổ chức tại Thiền viện Nguyên Thủy 33A đường số 10 Cát Lái Thủ Đức. Kính Bạch sư, sư cho con hỏi là cư sĩ tại gia có nên học tiếng Pali không, và nếu học thì học từ nguồn nào? Quý vị đang hỏi Pali này là Pali ngữ pháp hay là Pali kinh tụng? Pali kinh tụng á, thì quý vị vào chùa và hỏi các sư vị nào đó dạy cho học thì quý vị sẽ được học. Ví dụ như là trong cái khóa xuất gia gieo duyên thì sư cũng có dạy một phần Pali kinh tụng, nhưng mà chỉ dạy một vài bài thôi, do trong 10 ngày á, chúng ta không có nhiều thời gian. Còn Pali ngữ pháp á, thì một số chùa hiện tại là có mở các lớp Pali ngữ pháp. Quý vị có thể tìm ở trên mạng và hỏi. Sư thì hồi xưa thì sư học nguồn của thầy Huỳnh Trọng Khánh, cho nên là quý vị có thể tìm cái thầy Huỳnh Trọng Khánh và hỏi Google ha, hoặc lên trên Facebook tìm hỏi là chừng nào mở lớp. Cư sĩ tại gia thì học Pali bình thường và nên học, không vấn đề gì hết. Dạ thưa sư, con hỏi là phong tục đám tang, đám giỗ mà tổ chức linh đình và nhận phong bì của khách viếng cúng là có phạm tội không? Kính mong sư cho con được hiểu đúng hủ tục để con nói cho gia đình được hiểu. Cái quan trọng là người đứng ra tổ chức á, chứ còn bây giờ mình không phải là người tổ chức, mình nói thì nó chỉ phiền não thôi. Có đôi khi thì gia đình tới lúc mà tan gia bối rối, sự thấy tội nhất á, là gia đình không biết cái gì hết, cái người cần hỏi thì không chịu hỏi, mà cứ đi liên hệ nhà đoàn á, rồi họ cho những cái gói combo á. Nói thiệt là những gói combo đó nó chỉ làm cho mình tốn tiền vô ích thôi, không làm gì hết trơn. Trang trí rồi kèn trống rồi ba cái đốt vàng mã rồi mời mấy thầy cúng, nói nó kỳ chứ nhiều người thì chỉ làm cái nghề thầy cúng thôi chứ không phải thầy chùa, nó chỉ là thầy cúng thôi. Nó cạo đầu ở nhà trọ đó, ở đâu có đám ma thì ký hợp đồng với cái nhà đoàn đó rồi cứ chạy đi đó, cúng theo đám. Mà tu thì cũng không có tu gì hết, mà kêu thầy chùa thì cũng kỳ, chắc có lẽ kêu thầy cúng hợp lý hơn đó. Rồi bày vẽ đủ thứ hết trơn á, mà nhà càng giàu thì nó vẽ càng nhiều, nhà nghèo nó vẽ ít, nhà giàu nó vẽ nhiều. Nó chỉ làm cho mình mệt mỏi tốn kém này. Còn cái chuyện nhận phong bì của khách viếng thì không vấn đề gì hết. Khách viếng họ có lòng, họ chia sẻ thì mình nhận thôi. Còn quý vị hỏi những cái phong tục đám tang thì sư phải nói là hầu hết là không cần thiết. Nói toàn bộ thì nó hơi kỳ. Tại vì cái đám tang á, việc mình cần làm là gì? Đưa cái xác của người thân mình á, đưa vào trong quan tài, cái quan tài bình thường thôi, mình đem thiêu cần cái loại tốt để làm cái gì? Đưa vào trong quan tài rồi đưa đến lò thiêu để vào đi thiêu hết. Cái việc cần làm là vậy đó, là mình đưa cái di hài của người thân mình đưa vào trong lò thiêu và sau đó nhận hũ cốt hết. Toàn bộ những thứ khác đều là vẽ vời thêm chuyện. Từ cái chuyện là mình để vài ngày, thì để vài ngày có thể quý vị muốn khách tới để có khách từ xa tới không kịp, hoặc người thân ở xa tới không kịp muốn tới thì cũng được đi, nhưng mà mình không cần để lâu quá, càng sớm càng tốt.
thì gia đình đỡ khỏe. Rồi ba cái vụ càn trống không cần thiết. Càn trống là cho người sống nghe chứ người chết có nghe được đâu. Rồi ba cái trang trí cũng không cần thiết. Toàn bộ không có cái gì cần thiết hết trơn. Cho đến cái chuyện là giấy tiền vàng bạc á, thì cũng là hủ tục thôi. Người chết họ cũng không xài. Rồi cho đến cái thầy cúng thì nói thiệt là mình kêu thầy cúng, chẳng thà mình vào chùa kiếm một vài vị thầy, một vài vị sư á, tới mình cúng dường á, ngó vậy nó lành hơn, đỡ tốn tiền. Rồi chúng ta để dành những cái chi phí mà lẽ ra mình tiêu tốn cho các dịch vụ á, thì mình để đó mình làm phước cúng dường hồi hướng cho người thân của mình á, nó hợp lý hơn. Bạch sư, cho con hỏi định nghĩa của sự tỉnh giác. Và khi hành thiền tại sao phải thu thúc lục căn, tránh ngó chỗ này chỗ kia và luôn duy trì chánh niệm tỉnh giác? Mục đích để làm gì và có lợi ích gì? Mình có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày không? Cái người hỏi nè, trong những ngày qua quý vị là khách mới tới dự tính hay là sao? Hay là mình từ khóa tu khác mình tới, mình thấy sư có vấn đáp thì mình chép lên rồi chờ sư trả lời? Chứ còn trong khóa tu sư đã hướng dẫn rất kỹ thế nào là niệm và sự tỉnh giác, cũng như sư đã giải thích rõ là tại sao chúng ta phải thu thúc sáu căn. Nó giống như bà má thấy đứa con á, nó chạy tới nó kêu má ơi con đói bụng, bà má kêu cơm ở trong nồi đó con, đồ ăn trong lòng bàn đó. Rồi nó chạy một hồi không biết nó làm cái gì, nó quay lại nó hỏi má ơi con đói bụng, thì bà má nói thì cơm trong lòng bàn, cơm ở trong nồi, đồ ăn trong lòng bàn đó con. Rồi nó gật đầu, nó lại chạy thêm một vòng nữa rồi nó lại hỏi nó má ơi con đói bụng. Thì bà má chắc có lẽ là phải khám lại lỗ tai thằng nhỏ coi nó có vấn đề gì hay không. Mà mình nói 5 lần 7 lượt rồi nó vẫn không hiểu mình nói cái gì. Cho nên bây giờ ở đây sư định nghĩa lại, niệm có tác dụng giống như một người thủ kho báo cáo cho nhà vua biết trong kho có gì. Cũng vậy, niệm cho chúng ta thấy cái gì nó đang diễn ra một cách trung thực. Thọ lạc biết là thọ lạc, thọ khổ biết là thọ khổ, tâm có tham biết là tâm có tham, tâm có sân biết là tâm có sân. Còn cái anh tỉnh giác á, đó là anh thấy rõ tam tướng ở trong các pháp mà mình đang quan sát, thấy rõ đây là khổ, đây là vô thường, đây là vô ngã, đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, và đây là con đường đi đến sự chấm dứt khổ. Việc thu thúc sáu căn là nhằm mục đích tránh cho tâm của mình nó lăng xăng chạy theo các cảnh dẫn đến ô nhiễm và tham sân không kiểm soát, tránh cho tâm của chúng ta bị lăng xăng mất khỏi định. Quý vị hoàn toàn có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Sư cho con hỏi, trí tuệ khi hành thiền phát sinh nhờ có sự hành thiền là như thế nào? Con nghe sư nói với cũng đọc và có biết chút ít, sư có thể nói rõ hơn được không? Trí tuệ mà chúng ta thấy ở đây nó có hai loại trí. Thứ nhất là kammayana, là trí nhìn thấy nghiệp và quả của nghiệp. Cái thứ hai là vipassanayana. Vipassana là tứ niệm xứ đó, là trí tuệ quán. Thì đây gọi là trí tuệ quán, nghĩa là chúng ta thấy được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên khi quý vị hành thiền quán xét các pháp
dưới lăng kính và sự nhận thức tam tướng vô thường khổ vô ngã là chúng ta đang phát triển trí tuệ. Đó chính là Vipassana Ñāṇa. Thư sư cho con hỏi định nghĩa của thánh thiện khi hành thiền và nó có ý nghĩa liên quan với câu muốn hành thiền phải ly dục, ly bất thiện pháp. Sư đang suy nghĩ là quý vị hỏi cái gì. Khi chúng ta hành thiền á, chắc có lẽ là quý vị thấy cái chữ là im lặng thánh thiện dán ở xung quanh đây. Xin thưa là cái đó không phải là của sư làm, mà cái đó chắc có lẽ của khóa thiện nào đó làm trước đó. Cho nên chắc có lẽ là phải đi tìm cái vị tổ chức khóa thiền trước đó, mình hỏi ý nghĩa của chữ thánh thiện mà vị đó muốn diễn tả là cái gì. Tại vì có đôi khi á, cái đồ mà nó có sẵn ở đây ban tổ chức cũng ngại thay đổi. Còn khi chúng ta hành thiền á, thì sư chỉ đề nghị quý vị là sống có sự nhiệt tâm, tỉnh giác và niệm. Đương nhiên khi hành thiền thì chúng ta cũng cần có sự ly dục, tức là mình giảm bớt những cái mong cầu hoặc là hưởng thụ dục lạc. Bên cạnh đó đó, chúng ta cũng cần phải giữ sự im lặng. Bởi vì âm thanh chính là kẻ thù của thiền định. Khi mà chúng ta tán nhóc, nói chuyện, giao tiếp thì nó sẽ làm cho định bị hư hoại. Thành ra là chúng ta cần phải tránh nhiều nhất có thể. Kính bạch sư, con là người hay hoạt động thể chất, cụ thể là bộ môn chạy marathon. Vậy thay vì việc đi hành thiền, con có thể chạy thiền như vậy được không ạ? Vì lúc chạy con cũng phải theo dõi nhịp thở, nhịp tim, tốc độ, guồng chân. Và mỗi lần chạy như vậy, con phải chạy đến 1 tiếng, 2 tiếng và có thể là 4 tiếng. Như thế con có thể kết hợp thiền lúc chạy và nâng cao thể chất. Tức là chạy sẽ lúc chạy sẽ nhanh lên thôi ạ. Mong thầy cho ý kiến. Nếu như quý vị di chuyển nhanh chóng, mà cụ thể ở đây mà chạy á, mà chúng ta có thể theo dõi kịp thì cũng không vấn đề gì. Chẳng qua là cái định của chúng ta đó nó sẽ bị hạn chế và chúng ta sẽ khó quan sát hơn mà thôi. Tuy nhiên nếu mà quý vị thực hành được thì quý vị cứ chạy không sao hết. Tại vì thay vì chúng ta chạy trong 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng chúng ta nghe nhạc hoặc là chúng ta suy nghĩ linh tinh, thì trong thời gian đó chúng ta thực hành tứ niệm xứ nó vẫn tốt hơn. Cho con được biết lúc Phật quá khứ và Phật hiện tại còn hoằng pháp, lúc đó có rất nhiều vị chứng đắc quả Phật, quả vị Phật A-la-hán và nhiều quả vị khác nữa. Lúc ấy Phật giáo mới xuất hiện thì còn rất khó để tiếp cận các chúng sinh. Và đó cũng là ưu điểm, vì cũng vì thế nên sẽ nhiều người hiểu đạo hơn. Còn thời đại bây giờ với thông tin đại chúng dễ tiếp cận hơn, dân trí người dân cũng hiểu biết hơn, và cũng là nhiều điều kiện để các tu sĩ chứng đắc quả vị hơn. Nhưng con không nghe truyền thông nhắc gì về vấn đề này, nghĩa là tu chứng đắc quả vị A-la-hán Bồ-Tát đó ạ. Mong thầy chỉ dạy. Ai nói với quý vị là dân trí người dân bây giờ nhiều hiểu biết hơn và cũng nhiều điều kiện để các tu sĩ chứng đắc hơn? Ai nói với quý vị?
dưới cái nhìn của Phật Pháp, thì loài người bây giờ trí tuệ càng ngày càng kém, và cái dục càng ngày càng mạnh, tuệ càng ngày càng kém, được thể hiện ở chỗ khả năng ghi nhớ càng ngày càng kém, khả năng tư duy càng ngày càng kém. Công nghệ bây giờ nó đã làm giúp người ta chuyện đó rồi, cho nên người ta lười. Các công cụ ghi nhớ giúp cho loài người ghi nhớ hết rồi, cho nên loài người lười ghi nhớ lắm. Nói cho quý vị thấy, thời Đức Phật á, những vị mà thuộc lòng Tam Tạng á, rất nhiều. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cũng rất nhiều, chia ra từng cái hội nhóm trùng tụng kinh tạng nhiều lắm. Hồi xưa kinh tạng không cần phải ghi chép, bởi vì các vị nhớ rồi, không cần ghi chép làm chi. Mà bây giờ cả thế giới chỉ còn có mười mấy vị thuộc lòng Tam Tạng, thì quý vị thấy là cái trí nhớ thời nay của loài người nó suy giảm đến như thế nào. Cái thứ hai là cái sự phân tích, suy xét, thì bây giờ nó đã có hệ thống máy tính nó làm gì. Mấy cái chuyện mà tìm kiếm, suy xét, chắt lọc thông tin mà bây giờ nó đã phát triển đến cái chế là trí tuệ nhân tạo AI. Sau này là loài người nó suy nghĩ giùm cho mình luôn, mình không cần suy nghĩ nữa, nó suy nghĩ giùm cho mình luôn. Mà quý vị còn dám tự tin là bây giờ loài người ngày càng hiểu biết nhiều hơn, mình hiểu biết nhiều hơn, hay là cái máy tính nó hiểu biết giùm mình nhiều hơn? Cái số người mà họ thật sự họ hiểu biết, họ có khả năng tổng hợp thông tin đó, nó càng ngày càng ít, mà số người lệ thuộc vào công nghệ càng ngày càng nhiều. Mà sư e là vài năm nữa, thay vì quý vị ghi những câu này lên, quý vị hỏi sư, quý vị sẽ chat lên trên cái phần mềm ChatGPT đó, hỏi xem nó trả lời như thế nào. Thì sư thấy là loài người bây giờ càng ngày càng lười, chứ sư không thấy là càng ngày là họ càng hiểu biết hơn đâu. Và ngay cả việc tu tập cũng vậy, càng ngày trí tuệ loài người càng kém, và sự tu tập chứng đắc càng ngày càng ít. Theo như trong chú giải thì vào thời Đức Phật vẫn còn có các vị chứng đắc bình thường. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm thì vẫn còn các vị chứng đắc tam minh lục thông tứ tuệ phân tích. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Phật giáo 1000 năm, thì chỉ còn các vị chứng được tam minh lục thông thôi. Sau khi Phật giáo 1500 năm thì chỉ còn những vị chứng được tam minh, tức là không có lục thông đó, là A-la-hán thường. Rồi 1500 năm, 2000 năm là chỉ còn chứng được tối đa là A-na-hàm. Mà bây giờ là 2500 năm thì nó rớt xuống chỉ còn chứng được tối đa là Tư-đà-hàm. Thì nếu có chứng thì chứng cũng lên tới được Tư Đà Hàm mà. Rồi sau đó, chứng nó rớt xuống chỉ còn có Tu Đà Quần thôi. Và về cuối cùng là Phật giáo không còn có người chứng đắc nữa. Chính bởi vì như vậy chúng ta mới gọi thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp. Thành ra đừng có tự tin ha. Kính bạch sư, như sư nói là không dùng cảm thọ để cảm nhận hơi thở qua lỗ mũi, mà chỉ nhận biết hơi thở qua bên ngoài. Vậy mình phải tưởng tượng điều đó hay sao? Và phải làm sao tập trung vào điều gì thì trí tuệ mới có? Vì bản thân con thấy địa vị tiền bạc hơn thua tranh chấp giàu nghèo chỉ là vô thường, chỉ có trí tuệ và tâm từ sẽ theo mình suốt đời. Cái người hỏi câu này thì
nên đăng ký thêm khóa nữa để nghe sư dạy thêm một lần nữa rồi mình tập trung thì mình sẽ biết được. Chứ còn bây giờ á, sư trả lời nhiều câu rồi lại có người là hỏi lại là bây giờ mình tập trung vào điểm hơi thở như thế nào thì nó kẹt sư quá. Y như sư nói đó, đứa nhỏ lâu lâu nó chạy qua nó khều má, nó má ơi coi nồi cơm để ở đâu, thì phải nói là tội nghiệp bà má. Bây giờ á, sư hướng dẫn, đã hướng dẫn về thiền hơi thở, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, thì quý vị thực hành đề mục nào thuận lợi nhất cho mình thì hãy thực hành đề mục đó. Nếu như quý vị chưa quan sát được hơi thở thì hãy thực hành các đề mục còn lại. Rồi đó, ở những khóa sau quý vị sẽ có cái cơ hội để quay trở lại và thực hành lại từ đầu. Còn trí tuệ là gì thì sư đã giải thích rồi. Và xin chia đều phần phước này đến cho tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá.